rồi buông lỏng thì tôi chạy Đà Nẵng này, sao không vào mình của tài xế? Thôi xuống đi, không rồi, nó ngã quỷ rồi. Không ơi, có. Ra đây à? Ở đây có một chợ, trường hợp. Vào đây. Em ơi. Mời ra. Có bán nhiều không? À không, nó nguy hiểm à. Vào đây mua cho một phút và mang về Hà Nội này. Cái nguồn nghề để được cảm giác ấn quyền dễ dụng à. Là đánh quyền rồi đó. Vâng. Đấy. Nhưng vẫn làm việc thì được gì ạ? Để cho nó đỡ biết mỏi. Au. Ừ, đã lắm rồi nè. Có được không? Buồn nữa. 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 Buồn nữa.